Chắc xong chụm rịp xuống nâng xoá cùng ổn lùng lệ niên một kênh channel YouTube y mà thị thí. Nói bây này có xong lời chốt nơi bộ đồng minh xe lập bạc mùi để đạt châm nóng trên tháng. Rương ra lùi xin nạ đây xe lập bạc canh tay cái đai của cục rùi viên lệ niên mênh cao bị chất tá. Nâng lệ niên ưu rửa xe mây. Trong vinh rừng ra này ca lùi xin nạ đầy xe lập bạc đầy cân lộn tới đà ra trong riêng chú mục này Campuchia. Nên yên mên cao bệnh chân đá cử bán xin nạ tới kênh channel YouTube. Robot đà ra trong riêng chú mô ưu rửa xe mây ở đạo bảo phục mà chả đám này bọt trong riêng nụ. Bên này mình bán phát rồi lột nụ tế, tại bà nhà hát cứ cắn tại cái đáy của cục. Bên tóc bì nâng ưu rửa xe mây nâng đáy cú trực bà nâng nâng mên cao bệnh chân đá à áng khá. Cắn tại bảo hơn nâng bố bì ạ sở rùa đo rụng niên. Nâng chê bảo mát đo nẹ mình côn rồi bỏ nẹ nâng thám tiệt phòng. Đã chê tùng vỡ mùi cư mình ác lực lên bàn nụ tế. Nên nâng mên cao bệnh chân đá cứ thầm mây nê bàn thuê cả like lên Facebook rồi bỏ nâng đòi xâm đánh ca hô chất chê thầm mây. Nâng bàn bình chạy thá nê nâng bàn ai nê chạy bắp phớ ca nghe nê hài. Từ lựa bỏ rõ mà nét đã trên nệ kênh channel YouTube rồi bỏ niên ưu rửa xe máy. Đại bán chê bỏ mát mà lời rụng niên rồi hốt bảo bị ạc rõ. Điều đó nệ mình côn rồi bỏ niên tham tiệt phòng. Rừng ra nó cứ bẹo bọn tên nâng bọt trầm riêng mọi bọt rồi bỏ nệ niên đời mình trầm đóng chương thác xâm rõ nệ rì khám máy. Trời bán đã ra trầm riêng ưu rửa xe máy dục để chê được bằng hóa khăn ông channel YouTube. Đói mình bán đạo bỏ phục mà chả đàm. Còn ta bàn sơ xê thá bắt châm riêng, xâm rõ nà rì khám ái chí riêng lăng vĩnh đói niên ưu rửa xâm mây. Nên niên mênh cực bệnh chân đá cực bàn thai ca bì rửa trái thương ngay tì đập môi xây hát thá. Một ní mênh ca cho cháy khní rửa viên nịa lùi châm lòng xin át đáy rửa bỏ niên khí nhông. Nâng mình đã chmô hai cót bao phía xa mình thai thân nô, ạ sơ rút mà lơ khí nhông. Đồng bốc miên tài mà nẹ bỏ nị tế, bằng tổng mà khi nhóm thuở ở với khi nhóm mình chọn rìa đà, bằng tài chạy đòn ấy bằng bọn. Nhưng mà nẹ đài chỉ đầy cu, càng nghe cót nâng xong đầy cót có chơi lơi mình thông mà đà đài. Đôi khi nhóm bằng hoa chung bằng bọn anh chàng thằng anh nít khi nhóm xong để dây đầm bay chân bằng chạy chung bằng bọn tức xin được chân này bằng chơi đẹp thác. Tác bị đại bộ kê từng bí nhẹ chọt khi nhóm tha khi nhóm bộ kê đã khám kê. Tớ kê nốt thiết bật giảng mệt. Ta khi nhóm đã khám kê tớ kê rồi gặp bộ quát cho chật đá khám kê nâng lùi bay bỏ hà kê. Lùi cắt trùi kê bị cạc nòn. Đã ra châm riêng đã mình chiếm cho bị trở cô nệ xa lập bạc nâng nệ bằng cách xin nạ đầy xa lập bạc nhanh chả nốt ba mình to thác. Đại khi nhóm tập to vinh mình mến mong bị khi nhóm bù cái khám tê. Bánh tác khi nhóm mình ảnh ảnh nhát ai mình nụ bộ phết nâng. Đã bóng biên đã chơi lời đã kê tiệt. Nên nên bánh to thác nệ nên chư trịa thác mình bóng ôn xa lập bạc có đợt tây tiết có mình châu chất nợ ấm bớ lùi xin nạ đáy nâng chơi lời đã mà chả đào nụ đài. Nên nhưng mình tham tha, nên nhưng mình ảnh nha đã ai bụi đừng cơ ở nâng đầy lúc xin nạ đáy khi nhóm tôi lộ hói vì bóng biến xâm lập khi nhóm anh chẳng. Nhóm có ớt một đáy, ngay nô mình ảnh nông chê khi nhóm giang mách đã đo lò bác bị ạ sở rốt thun thun. Nên nhưng mình tỏ tha, nên từng nô cứ chia mình nụ chật chéo bụi bao mình nụ trâm trớ, bao mình chạc kê bọt tì cam nô nâng thơ ca xông tổ, nâng miên cái đáy phía rồi lực. Cất con tay chong xoay dồn mùi bèl mình mên chìa bảo phết mình nụ chất chào tế. Đôi mình phát tạc cam khá đại kê cậu bán bài bài đạo bảo phụ mà chả đang bình. Mình bèl mình phát tạc cam bì mà chả bọt nụ. Nên những bán bò từng hô chất tha vì chùm lại tại bì cường nị tế. Đại quạt mình trông tại mình thơ tam hai mọc đề dường tiệt. Nên nhìn mình có bây giờ đang một nâng rùm lực bị đại kê đế. Nên nhìn có bán xong cả chi sài đòi nẹ mơ cả lai rồi bỏ nhìn chú môn. Hỏi bà rùm lực bị nụ thác. Hãy miên ấy ọ chà. Đại bị mùi mặt đi bóng bóng tự tù dọc bàn tế. Bảo bóng bóng chi mà chắc rồi bỏ hỏi kê mọc đế thai dân miên ấy ọ chà. Nên nhìn mình có bây giờ ta cứ bàn bình chạy tha. Nên nhìn bàn thơ cá cho mùi nẹ cho bác. Đã bìa bình đăng bà đăng bà rõ rụng nô rừng lùi chùm lón xin nạ đáy. Hai chạy bình chào khi nhóm khăn ông phía xa ạ xa rùa. Mình trầm bình đăng tế cùng riêng tiết bóng bà ôn đã rù cầm phần. Rừ ra này càng lùi xin nạ đáy xa lập bạc này phong đáy. Nhưng ưu rửa xa mây tựa bàn kì mơ khơn tha. Nhưng bàn chô tư không bình đưa đòn. Ai nhìn mình có bây giờ đá.
Các vật tới cứ chun cá mà chả đám chỉ riêng mình bán cá phong. Đôi chân này cua tại ổ côn nhẹ chỉ riêng cover tới. Đại kê ai thua ai nhẹ bóng bán lợi bầy. Vô bảo vật kê chmua nhẹ bóng mình sơ mình kê châu chật sạp phong. Vô bù ca tại đào khám kê nâng chồng yết chồng ở. Phân phân ai đáp xâm lệnh khi nhóm nụng bóng thơ lăng mơ thác. Mùi ná bị rô chạy trong cô cò chiền. Kê chế bì ở đài ủ đất mấy nâng gọt bàn khổng mất nây bì rụp hiệp đài này nên mình gặp bệnh chân này nó gọt bệnh bằng họ. Chân bắn to tiết tha, chấm lái cứ bà gọt chì khi nhóm hai đài bị rùa. Khi nhóm kỳ đại chung một tha đà ra chùm riêng cần tùm rồi. Su mơ tha môi nàng mình score cho bóng cung khi nhóm dù hai. Xong tô mình chân cho lộ chì mùi. Chà, ní cứ riệp rọt bằng nắng. Chà, chân nào mình không mình đi đam khẳng lờ ní cứ kịch mơ khởi tha kẻ này Facebook bảo ổ đất mấy chứ nhạc comment. Mình nó cứ ba chị trả nên ổ đất mấy nó thơ ca bạc đi xa tự bình. Đào xin lược xâm án tha Facebook bảo ní trời kê hẹt chồ. Ổ đất mấy bạn sợ xe nên lờ Facebook bảo ní tha Facebook nên khi ông trời chôn thao tiếp chỉ lịch ở cả hẹt nên dô account bảo khi nhóm tiện hời. Không phải là nhạc kênh channel YouTube rồi bác nhau miền cả to xâm đầy kênh rồi việc bóng sẵn mình gặp bệnh chất ná. Nâng bắt chùm riêng đại có hát mình bạn đã chú mô rồi bỏ mặt chạc nàm. Rừng nít xong bóng phá ôn chui bị phía nên khi chúng ta hát ở với nên khi chúng ta sẽ xe rồi biếp nâng. Hai dọc ảnh khao rồi bác nhau tỏa. Thưa anh chân nó vì mình trở hát phá tế. Nên khi chúng mình ai là ngôn khai thua rừng từng nít tế. Nên khi chúng xong bạc đại xa xong bóng sẵn mình ta dọc chỗ nâng bị phía phong bóng sẵn អស់ជួយពិចារណាផងចា៎ដែលការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានអ្នកនាងមេងក៏បញ្ជាក់ថាមិនពិតនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមតិមហាជនភាគច្រើនគឺមិនគ្រប់គ្រងដល់ការលួចចម្លងស្នាដៃសិល្បៈនោះឡើយជាពិសេសគឺការប្រមាថរៀមច្បងនៅក្នុងសិល្បៈ ចាចឹងគឺរឿងរ៉ាវកាន់តែក្តៅកកកហើយចាចឹងរឿងនេះគឺមិនងាយចប់នោះទេចានឹងអាចមានតបភាពបន្តទៀតថាការប្តឹងប្រដៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត